cầu gỗ Phú Kiển, cây cầu duy nhất bắc qua con sông Cái, nối các xã phường phía Bắc đi vào thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đã bị bão đánh sập. Những ngày qua, hàng trăm em học sinh cấp 2 trong vùng đều phải đi đò để đến trường nằm bên kia sông. Để đến trường, ngoài buộc phải đi chui qua hầm đường sắt rất nguy hiểm, còn lại hầu hết các em đã phải đi trên những con đò vượt qua sông Cái, rộng gần cả cây số. Những chuyến đò chở đầy học sinh không thấy có một chiếc áo phao nào, lại tròng trành vượt qua sông giữa dòng nước chảy xiết khá nguy hiểm. Dù là cây cầu huyết mạch nhưng năm nào cũng vậy, cứ đến mùa mưa bão là cầu Phú Kiển lại bị nước lũ cuốn trôi hoặc phải dỡ đưa lên bờ. Khi đó hàng ngàn hộ dân muốn qua bên kia sông phải đi vòng hơn 15 km. Được biết tỉnh Khánh Hòa đã có phương án xây một cây cầu kiên cố nhưng cho đến nay qua nhiều năm vẫn chưa thấy động tĩnh.